Trên cổng thông tin quốc gia, thông tin về lãnh đạo công ty nước mặt sông Đuống có sự thay đổi. Cụ thể, bà Đỗ Thị Kim Liên Sa Liên không còn là tổng giám đốc của công ty. Thay thế vị trí đó là ông Tạ Đức Hoàng 1980, có hộ khẩu thường trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Hoàng là tổng giám đốc mới, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty nước mặt sông Đuống. Thông tin về lãnh đạo công ty nước mặt sông Đuống có sự thay đổi.